Sáng ngày 31 tháng 10, tại trụ sở Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố quyết định điều động chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh và bổ nhiệm thẩm phán cao cấp. Tham dự buổi lễ có ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Tòa án Nhân dân tối cao cùng toàn thể cán bộ, thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, ông Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Tòa án Nhân dân tối cao đã trao quyết định về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho ông Lại Văn Trình, sinh năm 1967, thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 11 năm 2022, nhiệm kỳ 5 năm. Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Trần Văn Châu, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức danh thẩm phán cao cấp cho ông Hà Huy Cầu, thẩm tra viên chính, Phó Văn phòng Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Vương Chí Tâm, thẩm phán trung cấp, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ông Vũ Đức Toàn, thẩm phán trung cấp, Phó phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án hình sự Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và bà Hồ Thị Thanh Thúy, thẩm phán trung cấp, Chánh Tòa hành chính, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre. Đồng thời, trao quyết định điều động của Tòa án Nhân dân tối cao cho 3 thẩm phán cao cấp vừa được bổ nhiệm đến nhận nhiệm vụ tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Anh Tuấn chúc mừng và mong muốn các cán bộ, thẩm phán nhận nhiệm vụ mới không ngừng nâng cao nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đạt nhiều thành tích cao. Ông Lại Văn Trình, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt những thẩm phán vừa nhận quyết định cảm ơn sâu sắc đến Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho ông và các thẩm phán cao cấp vừa được bổ nhiệm có cơ hội làm việc tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt những người nhận quyết định bổ nhiệm, ông Lại Văn Trình xin nguyện đem hết sức mình để phụng sự cho sự nghiệp Tòa án Nhân dân.